Xin chào, vào ngày 31 tháng 5 thì VNDC phát đi một cái thông báo rằng là kể từ ngày 31 tháng 5 VNDC sẽ cắt đứt toàn bộ mối quan hệ với Ola City, hay còn nói là ân đoạn nghĩa tuyệt với Ola City đấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra rằng là từ bây giờ chúng ta sẽ rút tiền từ Ola City về tài khoản ngân hàng của chúng ta như thế nào đây? Ok, dành cho bạn nào chưa biết thì Ola City là một cái ứng dụng kiếm tiền online mà bản thân mình dám khẳng định nó là một cái ứng dụng uy tín 100%. Thông tin của ứng dụng và cách kiếm tiền từ Ola City mình sẽ để ở dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và mình xin cảm ơn các bạn có tên là Hồng Đào Lê. Bạn ấy đã viết cho mình một cái email rất là văn minh, rất là lịch sự. Nội dung của email là muốn mình hướng dẫn các bạn ấy cách rút tiền từ Ola City về VNDC. Và khi mà mình đọc được cái email này thì mình nghĩ rằng là không có lý do gì để mình từ chối trả lời cái email này cả. Ok, bắt đầu nội dung của video nhé. Trước khi bắt đầu nội dung của video thì mình cần các bạn chú ý một tí rằng việc cách rút tiền từ Ola City về tài khoản ngân hàng sẽ là cách rút tiền của tương lai và nó sẽ rất là có ích cho các bạn. Khi mà những đồng tiền điện tử đang lên ngôi như là đồng Bitcoin, đồng Doge, đồng ETH đang lên ngôi thì cách chúng ta giao dịch cũng đang dần thay đổi. Ngày xưa khi mà các bạn giao dịch bằng thẻ ngân hàng thì các bạn sẽ cần hai thông tin. Thứ nhất là tên ngân hàng, thứ hai là số tài khoản, đúng không? Ok, giao dịch tiền điện tử cũng vậy, chúng ta sẽ cần hai thông tin nhé. Và hai thông tin như thế nào thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho các bạn nhé. Và chú ý nè, cái này là thông tin cần thiết cho các bạn á. Nó có thể áp dụng được tất cả mọi thứ liên quan tới tiền điện tử nha. Ok, thì đây là tài khoản Ola City của mình. Và rất là may mắn mình có 6 đô ở trong tài khoản, đủ min rút để mà rút cho các bạn xem nhé. Thì đây là giao diện của tiếng Anh nha. Bạn nào muốn tiếng Việt thì bấm vào cái dấu địa cầu này rồi đổi thành tiếng Việt nha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ rút tiền nha. Bấm vào rút rút tiền. Lúc nãy mình có nói khi mà rút tiền ngân hàng truyền thống thì các bạn cần có tên ngân hàng và số tài khoản, đúng không? Khi mà đổi qua tiền điện tử thì tên ngân hàng sẽ là loại tiền nhé. Thì mình khuyên các bạn để giao dịch cho dễ nhất thì luôn luôn các bạn sẽ tìm cái đồng USDT nhé. Rồi, và đây các bạn để ý, ở đây có 3 loại tiền là Ola City, USDT và BUSD. Khi mà các bạn chuyển như thế này thì mạng chuyển tiền nó cũng sẽ thay đổi ha. Vậy nên mình khuyên các bạn là dùng đồng USDT sẽ là đồng thống nhất toàn thế giới luôn nhé. Ok. Rồi thì cái mạng chuyển tiền ở đây nó chỉ cho chúng ta một sự lựa chọn duy nhất là Binance Smart Chain, là chúng ta phải chuyển bằng ví Binance. Cách đăng ký của ví Binance thì mình đã có video hướng dẫn để chia phần mô tả của video cho các bạn nhé. Và cái phương thức giao dịch là PEP20 thì cái này sẽ cực kỳ quan trọng nhé các bạn chú ý, vì đây giống như là tên của người nhận vậy đó. Nếu mà sai cái này thì sẽ không đến được với người nhận đâu nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua ví Binance. Rồi, ở trong giao diện của ví Binance này, để nhận được tiền, các bạn chú ý để nhận được tiền nhé, các bạn phải chuyển qua cái phần ví nha. Sau đó các bạn sẽ chọn cái loại tiền mà các bạn muốn nhận. Ở đây nè, có rất là nhiều loại tiền ha. Đồng BNB nè, đồng BUSD nè, các bạn nhìn cái logo này giống y cái bên này không? Giống y chang cái BUSD ở đây không? Các bạn cũng có thể nhận như thế này cũng được, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn đồng USDT để mà sau này khi mà các bạn cần chuyển tiền điện tử các bạn cũng biết cách để chuyển tiền. Cái này có thể áp dụng được rất là nhiều cách chuyển tiền chứ không phải riêng của Ola City đâu nhé. Ok, về lại bên giao diện của ví Binance thì chúng ta sẽ tìm cái đồng là USDT nhé. Các bạn bấm một cái lúp ở đây, các bạn bấm USDT. Đây là đồng USDT nha. Và các bạn chú ý nè, chúng ta đang ở cái ví tên là giao ngay nhé. Cái ví giao ngay này mới làm được nha. Ok, các bạn bấm vào đây. Rồi các bạn bấm một phần nạp tiền ở đây nhé. Và các bạn chú ý nè, chúng ta đang ở giao thức là ERC20 thì mình bắt buộc phải đổi qua cái PEP20 này nhé. Bắt buộc nha các bạn. Rồi, tên ngân hàng thì mình đã biết rồi, tên người nhận thì mình cũng đã biết rồi. Vậy thì số tài khoản để chuyển tiền ở đâu? Đối chiếu qua tiền điện tử thì cái số tài khoản để mà chuyển tiền nó sẽ nằm ở đây nhé. Và các bạn không cần phải nhớ cái dãy số dài thòn lòng ngoằng ở đâu, các bạn chỉ cần bấm vào cái nút copy ở đây thôi thì tất cả mọi giao dịch đều có cái nút copy này cho các bạn để copy nhé. Ok, các bạn chuyển về Ola City nè. Rồi, PEP20 rồi đúng không? Các bạn dán cái địa chỉ ví vào đây. Đó, số tiền rút thì các bạn chọn rút hết nhé. Ok, đây nó ghi nè, số tiền rút tối thiểu là 5 đô và lệnh sẽ được duyệt trong vòng 48 giờ. Sau đó các bạn bấm vào nút xác nhận. Ola City đã gửi cho mình một cái mail về địa chỉ mail này và mình cần phải truy cập vào mail để mà bấm xác nhận một lần nữa. Đây, mình có một cái email từ Ola City, nó có tên là confirm, có nghĩa là mình cần phải xác nhận là mình đã thực hiện lệnh rút khoảng 6,3 đô ở đây. Confirm, luôn chọn. Và nó có một cái thông báo là xác nhận rút tiền thành công ở đây nha. Ok, đây là cách mà các bạn rút tiền từ Ola City về ví điện tử và nó có thể áp dụng cho mọi loại giao dịch liên quan tới tiền điện tử nha. Các bạn chỉ cần chú ý 3 yếu tố. Thứ nhất, cái loại tiền giao dịch là gì? Thứ hai, cái sàn giao dịch là gì? Thứ ba, cái phương thức giao dịch là gì? Vậy là xong. Ok nhá. Và cái cách rút tiền từ ví Binance về tài khoản ngân hàng thì mình đã có video hướng dẫn cho mọi người rồi nha, link dưới phần mô tả. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.